Vâng, chào các anh chị. Hôm nay em về một cái Hyundai Accent đời mới nha anh chị. Đời 2019. Đó, 2019 rất là đẹp, đèn định vị ban ngày này. Sương mù người ta Honda nó cũng trang bị pi rồi. Đó. Một cải tiến rất là ok. Nó phân điểm trước sau đẹp. Xe thì bên ngoài thì đó, quay sơ bên ngoài cho anh chị xem. Đây là quay sơ bên ngoài, tí nữa đi nội thất. Để chỉ có thông minh rồi. Có xi nhan gương đầy đủ hết rồi. Chốt tự động nha anh chị. Đèn bi. Nó bị chày chỗ đây một chút. Đó, anh mua là em tút lại cho, xe thì em cam kết. Bên em là xe là cam kết. Không ta này không còn nước, không chịu kết. Cái nội thất là rất là mới, keo chỉ là rin hết. Đây quay, đây cái chủ xe đó kỹ dán keo, đó 2019 nha anh chị, đó 5 chỗ ngồi, đó năm sản xuất 2019. Xe đó đẹp, có hệ thống chống trơn chống trượt nè, auto kính gập gương đầy đủ hết. Điều chỉnh nhẹ. Màn hình đầy đủ 29.000 cây, rất là mới. Đề xe tay là top. Có dẫn đường luôn anh chị, hai túi khí. Xe ghế da rất là đẹp. Nội thất ghế rất là mới, 29 thì đa phần là mới tinh, rất mới nha anh chị. Đó, cốp sau là rộng rãi. Keo chỉ cabo nguyên hết. Đó, xe em là xe nào mà bị hay là lỗi là bên em không có lấy. Đó là cam kết anh chị, tụi em cam kết bằng văn bản. Nên cái lời nói và cái trách nhiệm rất là lớn. Đó, tất cả keo chỉ này, cửa nẻo. Ốc vít là còn nguyên hết. Ghế. Số tự động chạy rất là nhẹ nhàng anh chị, trong đây số tự động chạy nhẹ nhàng chạy suốt. Số tự động đây thì khó thông minh rồi, start top. Cửa nẻo đóng cũng rất là đã. Đang mở máy cho anh chị xem. Máy này rất là mới, không một lỗi nhỏ nha anh chị. Máy xe lướt đây em coi kỹ, lỗi lý là bên em không có thu rồi. Mấy cái bì ni lông còn chưa có dấu mở nữa. Xe bên em thì em bao cho anh chị và giá xe này đang bán là 485 nha. Có thể anh chị đưa trước 200, còn nhiêu trả góp cũng được. Bên em có hỗ trợ trả góp. Này còn anh chị nào Gia Lai, Kon Tum hay Gia Lai, Kon Tum có thể đưa 200 là nhận xe về, còn như mình trả góp. Thì cái này nó trượt giá so với xe mới cũng 100 triệu rồi. Xe mới theo em được biết giờ là cũng 500 mấy 600. Nếu mà hoàn thiện cả đồ chơi nội thất, inox lặt vặt, anh tính ra anh chị mua xe mới thì nó cũng phải nhiều chi tiết chứ không phải là cái giá xe là xong. Còn xe này thì nó đã hoàn thiện rồi, thì anh chị mua về đóng 2% thuế thôi. Đây còn mấy triệu, cái này là giá này em ba rút hồ sơ nha, chưa sang tên nha, còn đăng kiểm thì vẫn còn hết. Anh chị về đi khi nào hết thì khám lại thôi. Phí sang tên xe này là cỡ tầm 10 triệu, nếu anh chị nào khó luôn thì em nhận 10 triệu là ra tên luôn. Cái giá này còn thương lượng nha, anh chị cứ tới kiểm tra thật kỹ, check xe ok thì mình có thể thương lượng về giá. Xe hiện giờ em đang có mặt tại 276 Nguyễn Thành, ô tô toàn chung, showroom ô tô toàn chung. Rồi, em cảm ơn anh chị đã xem video.